Hello, chào tất cả các anh em. Chào buổi sáng nha, good morning. Hôm nay là một buổi sáng trời khá đẹp ha. 9 giờ sáng cũng là bắt đầu giờ tập luyện. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em bổ sung thêm cho cái nội dung tập luyện một mình của mình thôi. Nhưng mà hôm nay thì sẽ bổ sung thêm cho anh em về bộ 50. Và mình sẽ đi chi tiết vào nội dung video ngày hôm nay đó là phương pháp đánh tứ bằng. Được chưa? Có bao nhiêu cách đánh tứ bằng kẹp nách để né đá đó? Đây chính là chủ đề mà mọi người đang rất là gặp phải rất là nhiều. Mọi người thấy là đánh tứ bằng cái mà mình sợ nhất đó là đá bi, và làm sao để mình nhìn và phân biệt được hình bi đá, làm sao để điều khiển được bi ca de, làm sao điều khiển được lực của bi chủ. Có bao nhiêu cách đánh tứ bằng, thì tứ bằng nó có bao nhiêu loại, thì ngày hôm nay là chúng ta sẽ đi tập trung vào cái video này toàn diện hết về cái phương pháp đánh tứ bằng. Và hy vọng là sau video này các anh em xem và anh em tập luyện và anh em đánh được và anh em khắc phục được điều đó, và anh em biết được cách phân loại phân biệt hình bi trong hình tứ bằng ha. Hôm nay thì các anh em mới xem cái video mà mình hướng dẫn rất nhiều học trò về cái phương pháp kèm 1-1 á, thì có một số anh em đang đi thi đấu quốc gia, một số anh em đã thi đấu quốc gia, hiện tại đang có mặt ở thành phố Quảng Ngãi và đang tham dự vòng 1 quốc gia, thì cũng có trong đó là đa phần các anh em đó đều đã học kỹ về cái nội dung này. Và hy vọng với lại cái nội dung này các anh em sẽ thấy là cái chủ đề hôm nay nó sẽ là thú vị ha. Mong là các anh em ủng hộ. Em nào cảm thấy hay thì anh em bỏ xuống bình luận nha các anh em. Rồi các anh em phải hiểu một điều là trong cái vấn đề mà đánh tứ bằng á, nó gọi là bình sườn, nhưng không phải lúc nào nó cũng là cái miếng sườn, không có miếng sườn nào hết, đúng không? Anh em coi video thấy là hình tứ bằng sườn đánh vô cái cạch đá. Các anh em nào đánh tứ bằng nó từng bị đá, anh em comment xuống luôn đi ha. Đánh tứ bằng bị đá suốt mà cứ thấy người ta đánh ra tứ bằng cái đó sườn không à, cái đó là không đúng. Cái này nữa đó là không đúng. Vậy cho nên đó là ngày hôm nay thì mình đứng gần đây ha, ngày hôm nay mình không đem mic, hy vọng là mình nói lớn để anh em nghe. Rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào hình tứ bằng căn bản giúp cho các anh em né đá. Làm sao để né đá tứ bằng đó, cái câu hỏi đặt ra là đánh bi da làm sao để không đá, làm sao để vĩnh viễn không đá, không cà phê, không đường, không đá. Làm gì có, sẽ phải có đá. Cho nên chúng ta chỉ nói là hạn chế đá, né đá chủ động, chứ không có nghĩa là đánh không đá. Các anh em coi các cơ thủ thế giới đánh vẫn bị đá, đúng không? Những tình huống xấu quá thì vẫn bị đá. Nhưng mà có hai loại đá, đá mà mình đá cách ngây ngô cho mình thiếu hiểu biết, khác với vấn đề đá mình đã cố né đá rồi nhưng mà vẫn không né được, có nghĩa đó là những trường hợp gọi như bất khả kháng, đúng không? Vậy cho nên á là mình phải phân biệt nha. Đối với hình bi tứ bằng, cái nguyên tắc để đá thì nó sẽ có hai cách đá. Đá thứ nhất là bi ca de, đá bi chủ của mình. Đá thứ hai là bi ca de, đá bi mục tiêu. Các em đồng ý không? Cho nên đó là làm sao để né được hai trường hợp đó. Còn mình hay nói vui với lại với anh em học viên là làm sao để đánh bi không đá, là đầu tiên là mình lựa cái đường không đá nữa. Cái nghĩa là mình lựa cái đường đánh nó không đá trước đi, khi nào mình bắt buộc phải đánh cái đường đá thì mình phải tìm cách né đá giờ. Còn bây giờ ví dụ như anh em nói là giữa hình tứ băng và hình ba băng con thì hình nào đá, hình nào không đá, chắc chắn với anh em là ba băng con nó sẽ lệ đá là gần như không có, đúng không? Trừ khi những cú mà kéo xè bi ca de về sớm quá thì nó có thể đá một mình. Còn tứ băng là tỷ lệ đá là gần như rất cao. Cho ngày hôm nay chúng ta phải giải quyết vấn đề này ha. Rồi đi vào đây. Rồi nội dung này là thứ nhất, chúng ta sẽ phân biệt được hình bi. Trường hợp thứ nhất là khi chúng ta đánh bi chủ chạy sau bi ca de thì bi ca de sẽ không thể đá bi chủ, được không? Và bắt đầu bằng hình này nha anh em. Đây là hình bi, gọi như là hình bi rất sườn, sườn gần như là khuôn luôn, đúng không? À, về chế độ nằm đây là các anh em chú ý nha.
Trái đỏ nằm đây, hoặc là trái đỏ nằm đây là bi bự, bi lớn. Rồi xịt ra đây cũng xài được luôn, được chưa? Xịt ra đây cũng xài được luôn, các anh em gặp rất nhiều. Nói chung nó nằm trong nửa cái bánh uống nè. Đó thì gần như cái bi to như là cái thúng luôn, to như bà tân mới lóc. Mà những hành vi này anh em không những cái đá mà anh em đi lấy chúng không thì nó rất là phí, rất là hoang phí, đúng không? Quá hoang phí. Nên là hành vi này anh em phải biết cách đánh, là anh em sẽ cố gắng nhiều dắt để tạo ra cho một hành vi tốt hơn. Một cái sườn nữa, gài một cái sườn kế tiếp cho mình luôn. Chủ yếu nha, thứ nhất vi mục tiêu là vi đỏ nằm trong dậu, và vi chủ với vi ra da nằm thẳng hàng, nằm trong phạm vi một ô rưỡi đổ lại, được chưa các anh em? Dưới một rưỡi đó, nằm trong cái cơ của mình. Chú ý nha, các anh em chú ý phần này nha. Thì chúng ta sẽ đánh pha đờ mi nhẹ giống như cú đánh đề ba, chúng ta sẽ đánh 60% mặt bi, có nghĩa là hơn nửa trái một tí, hai ấp phê nha. Các anh em cố gắng để hai phê bên trong nha, tùy theo bạn nha. Bạn khô thì anh em để phê bén bén xíu, bạn dài thì em để phê vừa thôi, cái lực đẩy nó cũng vừa phải thôi nha. Đừng có đánh quá, giờ mình thử bàn luôn, hay là thử cho bàn cũng cứ thử. 60% mặt bi thì bi cái dê nè, nó sẽ đi ngắn, dài, ngắn, rồi nó quay lên đây lại. Cái khu vực này mình canh lực nha. Ok giờ thì bi trắng của mình đó, cái bi chủ mình nó sẽ về từ từ, đánh từ đó cho bi nó chết tạng chút nha, chứ không có cho bi trắng chạy quá nhanh. Đầu tiên mình sẽ cho anh em thấy một số trường hợp, thấy không? Bây giờ mình sẽ đánh thử cho anh em coi, sau đó mình sẽ dẫn một số trường hợp bắt lỗi trong hành vi này. Ok chưa? Rồi vậy là mình đã có thêm cái sườn nữa, đúng không em? Đó, hành vi thứ nhất. Rồi bây giờ mình sẽ giải thích về vấn đề mắc lỗi. Tuy nhiên hành vi đó khi nào nó sẽ đá, trường hợp đá nó nào, hành vi thắng hàng thì nó tỷ lệ đá không cao lắm hả? Với điều kiện để mình quên hết cho anh em là viên cây dây trong phạm vi hai ô giữa nha, mình sẽ đánh hai bên như vậy á. Thì mình sẽ trường hợp nào khi đá cho cái bi này, nếu như mình đánh nửa trái một cái mông lung thì nó có nghiêng nhẹ đây xíu nè, nửa trái cái mông lung là đá, bị là đá cao rồi. Anh em thấy hai trái nhẹ nhẹ nhau không? Cái này không đá không hơn, mà giờ đi tu cha ngày múa luôn rồi. Gơm bi vậy là sai đúng không? Cú đánh đó là sai đúng không? Đó là cái lỗi thường gặp. Cái lỗi thứ hai là những anh em đã biết rồi, đô bi dàn quá nhiều dễ bị trượt, là dàn đi về á, hãy nó đá mình khu vực này nè, nó quay lên là mình đi về nè. Đó anh em thấy chưa? Đó đá, ô y như kinh luôn ha. Đó là hai cái lỗi mà mọi người hay mắc phải, được chưa? Về hình thứ ba đó, nội dung là thú vị đúng không anh em? Rồi như vậy thì làm sao để tránh trường hợp hai trường hợp đá không đá trên kia mà không quay đầu lên đá, tại vì mình chạy nhanh quá, cái cây dây chạy nhanh quá xuống đây đi lên là mình mới đi về thì nó chặn đường mình, đúng không? Tỷ lệ đá rất cao. Như vậy thì hãy nhìn quan sát trái bi mình đánh, mình đấm vô trái vàng, trái vàng vừa đi là trái trắng đi theo liền, có nghĩa là đi sau lưng nó. Nguyên tắc mình đua xe cũng vậy thôi, mình ví dụ mình chạy xe trên đường, mình chạy sau lưng thì mình chạy sau lưng nó đâu đụng mình được, đúng không? Còn mình chạy nhanh hơn nó thì mình vượt nó, cái là nó cản mình cái thì hai người va chạm nhau. Hoặc là mình chạy chậm hơn nó chạy nhanh quá, nó chạy quay bùng binh về giống như hình hồi nãy đụng mình, đúng không? Vậy thì mình núp sau lưng nó là cách tốt nhất mà mình đi theo kè nó về luôn, đúng không? Là để mình né đá hoàn toàn. Chắc chắn cái này vàng không thể đá đỏ được rồi, cho nên mình cần núp sau lưng cái vàng là không giờ đá. Vàng vừa đi là chắn đi theo liền, mọi người nhìn thấy không? Vàng vừa đi chắn đi theo liền thì không có hiện tượng mà quay đầu lên lại, đúng không? Đó, ok chưa? Đó, mọi người thấy không? Thấy chưa? Quan sát kỹ nha, thêm lần nữa nha, mọi người chú ý nha. Anh em chú ý nha, chế bi này là phải là kéo đánh dành chế bi, đó là biết trình độ của anh em liền không? Chèn vừa đi là cái trắng vừa theo liền, anh em thấy không? Không bao giờ có hiện tượng kia mà nhìn vậy không chứ không đá. Không, nó đi sau lưng mà. Mà chế vàng rất gần mình luôn, nếu mình đánh vừa phải, không đánh dày quá, không đánh đôn quá thì mình quýnh ra cái sườn tứ quân, cái vàng nằm gần mình vẫn dễ đánh hơn cho những hành vi kế tiếp, đúng không? Còn cái vàng nằm xa, tỷ lệ chạm xa vẫn khó là chạm gần, đúng không anh em? Rồi trường hợp tiếp theo, rồi đó là hành vi tứ quân ha. Hôm nay bài tứ quân nhiều lắm,
nên hy vọng là cái này mình sẽ đưa vào danh sách phát bộ 50. Thực tế ra nó chính là một phần của bộ 50 thôi, nhưng mà mình không dùng con số đây, mình chỉ dùng theo cái công thức gọi như là để anh em thuộc lòng anh em đánh. Có thể là mình sẽ đưa nó vào một cái danh sách phát riêng đi, chẳng hạn như là một bộ gọi như là chuyên trị ha, chuyên trị về tứ văn, các loại hình tứ văn. Rồi bây giờ mình đi học ngày cái buổi hôm nay phần 1 này á, mình sẽ chia phần ra. Phần này á mình sẽ đi vào cái da thẳng, thẳng hàng, cái sườn và né đá. Bây giờ đi cái da cao lên được chưa, nó ra khỏi hai ô giữa, anh em chú ý nha. Thì bên này đánh như thế nào, công thức đánh làm sao để cái bàn vẫn đi như vậy, vẫn có hình cơm, sorry, hình gài sườn mà chúng ta vẫn né đá được và chúng ta được, cái này sẽ khó hơn. Chúng ta sẽ đánh khi nó ra khỏi hai ô rồi đó, hai ô giữa, chúng ta sẽ đánh một bắp phê, anh em chú ý, một bắp phê, và chúng ta vẫn đánh cái mặt trái giống vậy. Cái phê này á, anh em cố gắng là để phê một ngang nha, không để cao, không để quá cao hay sao. Khi anh em để một phê mà một giờ đồng hồ là sai, thì khi anh em đấm vô là nó sẽ bị đờ mi cu lê tới, anh em chú ý nha, sẽ bị chấm cái lỗi đó. Thì chúng ta từ tâm bi chúng ta nhích ra một mũi đó, nhích ra một mũi bên phải, thì chúng ta sẽ đấm vào cái vị trí đó, chứ bi nó sẽ có xu hướng bẻ ngang, đấm sáu người trong mặt bi. Cú đánh diện tương tự vậy, nhưng mà cú này chúng ta không đẩy quá nhiều như cú đầu tiên nha, để nó automatic nè, thấy không? Mấy người về đây thấy chưa? Đó, anh em thấy không? Đó, nó lại nằm trong vị trí mà mong muốn, gãy gãy xương, thấy không? Vỗ tay, trời ơi, cái gì thôi, mấy TV là thật cái ngàn trái đó, anh em không thấy, cái này mới tập là khó lắm nha, không dễ ra đâu. Anh em mới tập có nhiều khi dư lực thằng kia, rồi thiếu lực thằng này, rồi thiếu lực cây ve, rồi trúng thằng này quá mạnh rồi đủ thứ chuyện đó, nó gãy xương mà nó gãy xương không, thấy không? Nó xéo xíu là thành ra xương xấu rồi. Anh em mới tập hay ra cái kiểu vậy luôn. Da kiểu gì xong đói luôn. Nghĩa là giai đoạn đầu tập gầy sườn nó hơi bị đói xíu vậy nè, cho nên mình phải tập. Đi này là nó nằm trong khu vực dưới bao này nha anh em, là nằm gần vị chủ mình dữ lắm á. Nó phải bé bé một chiếu, nó phải quay quay. Cái khu vực này là khu vực nguy hiểm giữa hai thằng nè, né vừa kịp thời nè. Đó, đó cái này hoàn hảo, thấy không? Cái này là hoàn hảo ha, tập luôn, tiếng Anh gọi là ok, chấp nhận á, đồng ý ha, hợp lý. Đó thì đó là công thức đánh bi đờ mi, là công thức đa phần á đều đánh đờ mi ha. Rồi đó là xong cái phần đầu tiên, ok. Thì đó là xong phần đầu tiên để anh em giải thích cho tình huống đó. Và cái phần tiếp theo nè, phần tiếp theo không là khi vi chủ có độ xéo, độ nghiêng vô những cái cỡ mình nha, so với bi cây ve, và bi cây ve nằm trong hai ô giữa, phạm vi nghiêng chưa quá một ô, hình dung chưa, nghiêng là anh em chưa quá một ô, vẫn còn đờ mi được, nhưng lúc này kỹ thuật đẩy dễ nhiều hơn, hiểu không? Và tương đối là phải cái phần trái á, phần trái thì nó sẽ hơi nhạy cảm tí xíu à. Thì phần giá này á, đánh tương đối nó sẽ dày hơn tí xíu nếu mà mình muốn an toàn, đúng không? Bởi vì còn bốn gài á, thì cái này nó hơi khéo khéo một tí xíu thì dạng nó quăng kia được, quýnh mổ vẫn được luôn, vẫn đợi mi được cho tình huống một xiên một nha, phải khéo khéo né dòng dẹp nó qua mình mới đi ra nha. Đó, đó là cách vậy. Thì dạng nó sẽ đi ôm thôi, ban ngày nào nó khó qua bên khép bên nắp bên này lắm, cho nên đó là cái cách bấm này á là mình nghĩ lấy đúng là mình nghĩ là gài sườn chứ không gài được nha. Nếu như anh em có nghiêng vô thì không gài được, nhưng có một cách gài hình khác rất là hay cho hình viên này, mình sẽ quýnh vậy luôn, quýnh tròn vậy nó xuống đây nó quay lên cái dậu kia lại luôn, nó sẽ đậu trên đó đó. Thì mình về đây mình trúng mạnh thằng này chút xíu đẩy ra, khả năng mình sẽ có hình si rô, phải không? Hoặc là tứ quan, tứ quan ngược mình nghiêng dạng cái về dậu bên này nha anh em, là cách mình đánh cho tình huống này. Em chú ý nè, nó về đầu dọn kia hết chưa. Đó thì bây giờ cái mi này nó hơi bị quen lực hay cái đạn này, nó hình tứ quan hay năm băng gì đó là đúng không? Đó thì nó nghĩa là không nhất thiết là cái dạng phải đi về bên kia nha, tại hình nó bị xéo rồi, bây giờ năm băng mính này chết rồi, có anh em thiếu gì được đấm trời đá luôn vậy đó. Còn dụ như vậy mình trúng hơi nhẹ nha,
Mặc dù chúng mình mạnh là cái móc đỏ lên là khả năng ra hình silo, thấy tầm này mình đánh nhiều lắm rồi, mình đánh quá nhiều rồi nên mình không có luôn rồi, không à thiên nhẹ xíu là đâu trở về kia luôn tiếp được rồi. Chết tao hắn nó đứng bên này nữa rồi cậu ơi, để nó nói rồi má này gài gài sườn với gai xương thấy không, chúng là chúng dưới dưới đó là khó tí xíu. Tại mình đang sợ chưa được vàng mà chắc không sao đâu, vàng nó lên dưới nó cũng hồi lên lại cũng hết lực luôn vàng rồi. Rồi lại là anh em tạm nguyên mình với đơn vàng đó luôn. Rồi nằm đó đi, móc lên chạy 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 xuống dưới vậy Subia đường đỏ bảo là siêu điều vàng đúng rồi đó, nhưng mà ra để cho anh em thấy cái hình silo mà mình thường gặp đánh nhiều lắm. Ở đây nữa nha, chờ lên đây chờ chứ tình huống này là còn càng gần mình để càng khó lên đấy. Cầm vơ không giờ đứng lên kia dạng là chạy bên này nó vừa té rồi luôn à bà con. Ủa này ra sườn sườn may mắn đúng không, đây cũng là sườn thì em cứ quýnh lượt ra đi, nói chung là nó cũng có khả năng là hai dao sườn, cái video này gọi là nhược sườn hai dao thì gọi là đây. Đủ nghe không, rồi đấy đây nè nó đấy rồi rồi cái nữa nha, này cái đầu nghiêng này nó chưa đủ á nên là nhiều nó còn nhíp ke được á là may mắn thôi, nhíp ke được quay lên lại rồi con nghiêng dịu xíu bắt buộc dịu đi lên kia rồi hiện đi quay nó thân thân dữ thật vẫn còn được ha, nghĩa là cái đầu nghiêng nó vẫn chưa cao thì vẫn đi được. Rồi trường hợp này cho xin một rưỡi, một rưỡi ngắn ngắn nè, nó quay qua kia. Để không bị lực chạy dạng độ vị trí đó là cũng là một số tình huống em gặp đó, nó sẽ lần thứ ba. Nó cái hình vậy là hình silo thứ ba là đây đó, cái kiểu thôi thôi, mình cái canh cái lực nhẹ cũng khó lắm á, cái lực nhẹ nó là cũng khu vực kia thôi, cho nên nếu như có thể gài trong cái hình thứ ba đó bây giờ thứ ba thì nó sẽ là rất ok ha. À, rồi khi nào trường hợp không gài sườn được nữa là khi nó nghiêng quá nhiều, nghiêng kiểu gì nè, à nghiêng thì vẫn còn vẫn gài được luôn nha anh em, có một cách này gài được cho tình huống này thì trái bi này á là tỷ lệ đá rất cao, nhưng nếu như ẩn khéo được á né vậy là quýnh mỏng thằng vàng cũng đi quanh đây nó quay qua ngắn nó qua đây đầu lại thì mình sẽ dùng cơ thấp đánh mỏng trái lưng trái bi tách cái vàng ra, trái trắng nó công lượn qua đây gái vậy nó mới đi lên, anh em hiểu ý mình nói không, chú ý hồi này nha, này khó lắm nha, nói cái này là coi như là nó phải vậy nè, vừa đủ luôn thấy không, đó giờ diễn đi qua bên kia đó ok không, có nghĩa là đúng như cái dự tính mà mình trong cái phạm vi mình tính toán của hình tứ quan. Thực ra người ta nói là trong cái gọi sao ta, trong nguy có cơ, nghĩa là trong cái nguy hiểm nó có cái cơ hội đúng không, đó là cái nguy hiểm nhưng mà mình đánh qua được cái nguy hiểm đó là nó sẽ có bi sườn đó, đó là trường hợp phải không, gân nha anh em phải hiểu cái đầu gân nha, cắm mũi sâu xuống đánh mỏng tắt cái bi ra sau đó mình đi từ từ qua, tránh hiện tượng đánh quá nhanh hay lỗi thường gặp của anh em à, đánh hai chỉ bi chạy quá nhanh đã liền dính thấy chưa đúng không, gần như anh em phải quan sát được điều đó là nó chậm thôi, nhưng mà cái kỹ thuật đánh lên cái bi này càng chậm càng tốt ha, lắp cái bi ra chậm mới đầu xuyên qua được thấy không, và phải khéo chậm mỏng nhưng mà gân cong cong nha, cong cong đang phải bd nha các bạn, cong cong đang phải thay giáo luôn, cong cong là trái bi nó cong cong thấy không,
Rồi bây giờ đi tiếp theo, cho trường hợp bi cây gen và bi chủ nở nở ngược. Nãy giờ là chúng ta đang học căn bản nha, trái đỏ toàn nằm trong chậu không nha, chưa nói tới đỏ đi ra đây là mấy anh em thật còn mệt nữa nha. Em trong quá trình tập á ha, thì cái này sắp tới là mình sẽ đưa vào cái giáo trình luôn. Nếu anh em mà mua giáo trình chính thức á thì trong cái nội dung sâu hơn cũng sẽ có phân tích về nhiều ha, sẽ đưa vô một số những cái nội dung nhiều hơn nữa về cái nút số, thì anh em sẽ có được cái cách ví dụ như đánh công thì số liệu thay đổi như thế nào, còn đánh xòe thì số liệu thay đổi như thế nào, bi nở thì số liệu thay đổi như thế nào, góc lớn góc nhỏ nó nhiều lắm ha. Cái đó là mình đang nói về vấn đề đi vào chuyên môn rồi, chuyên môn sâu về kiến thức nút số. Đây là mình đang nói về hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu về kỹ thuật và chúng ta hiểu những cái nguyên nhân, cái phương pháp để mà thực hiện những hình bi tương đối lớn, nó sườn, nó không cần phải nằm chơi chơi không? Nó như giáo viên mà ra đây mình đem tứ quan là khó chứ nhà không dễ nha, đúng không? Nhưng mà nằm dày thì giờ nó chỉ vấn đề là né đá thôi, giờ nó bị nghiêng ra nè, em thấy không? Hình bi này nghiêng ra so với lại hai tình huống vừa rồi, thẳng nghiêng trong nghiêng ngoài. Bây giờ nghiêng ngoài này là cái góc mình lớn nè, nên thường gặp là bấm vô cái cực nè, còn là đá lại là vô xuống đây nè, đấm là nó còn bay xuống đây không mà, đúng không? Đó, đặc biệt mấy anh em mới chơi mà không hiểu cách đánh thế nào, đa phần bị cái lỗi gì đánh cái đường liền mà còn nhấn nữa chứ, cặp bi đã đỡ rồi còn nhấn tay nữa. Đó, cái cú đánh này là không được đánh đẩy tay mà là đánh dừng tay, dừng lại nhanh, hiểu không? Đánh mỏng trái mũi cơ thấp, không được đánh mũi cơ cao, bước nó vậy thôi, hiểu không? Mỏng trái thì chú bi cũng sẽ hơi buồn, thấy chưa? Nôn vô anh em thấy không? Đó là như hình này chúng ta phải quan sát ha. Cái này chú ý với anh em mà học trình độ level 1, level 2 á, là thông thường chưa nắm được những chế bi này. Còn anh em ở level 3, level 4 cho lên thì hiểu rồi, đã hiểu về cái đòn này là đòn gân công bi, hiểu chưa? Đó là phương pháp đánh tứ quan. Anh em thấy là hầu như là những hình bi người ta đá không đá là do ta biết kiểm soát. Còn anh em không hiểu nên đánh sẽ bị đá rất nhiều, nó sẽ đánh tứ bằng đá là do mình không có hiểu. Ngày hôm nay là sau video này chắc anh em đã hiểu rồi ha, hiểu được cái hình tứ quan rồi. Còn anh em có câu hỏi gì nữa thêm á thì anh em comment bên dưới, thì những video kế tiếp mình sẽ trả lời cho anh em về các loại hình. Thì trong bi giao quan á nó chỉ có những hình thức bi sao: bi chạm dài, bi chạm ngắn. Chạm dài thì có gì? Tứ quan nè, ba quan con nè, đảo nè, cúp nè, đúng không? Cúp thì nhiều loại nè, cúp gãy nè, cúp thuận nè, đúng không? Cu ba nè, đó là những cái hình bi mà chúng ta phải đánh vô chậm dài. Còn nếu như mà những hình bi mà chậm ngắn thì nó có gì? Sổ nè, cúp nè, đúng không? Chỉ có hai loại thôi nhưng mà lại khó. Tại vì chậm ngắn là rất khó nha, sổ, cúp, si rô hay là ba cây dừa, cu ba, cúp gãy gì đó rất là nhiều, đúng không? Nhưng mà cái đầu tiên chúng ta tập thuần thục đó là đòn chậm dài. Tất cả những đòn bi mà chạm dài chúng ta cố gắng kiểm soát tốt nhất có thể. Còn chạm ngắn là coi như lên chuyên nghiệp cho anh em chạm ngắn tốt là không phải dễ nha. Chạm ngắn rất là khó, thấy không? Như mình muốn tập chạm ngắn đâu dễ, ví dụ như là mình muốn bính vô cái nút giữa bàn, thấy không? Đánh vô nút giữa bàn hai rồi đó, đúng ngay nút giữa bàn, cái đó thôi là ra nên tập hơi bị cực, chứ không phải mới vô anh em đánh thục chắc phải nửa ô tới rồi chúng mới được. À, cái đó là mình phải chạm rồi, tiền đó vô được, muốn chạm thì chỗ nào chạm đó, vậy cho mình kéo luôn nè, vô nút giữa bàn, thấy không? Đã hướng như nút giữa bàn có thể được, nó sẽ có hướng chúng cho chứ bi. Đôi khi nó số những hình bi anh nhìn thấy là nhắm vô giữa bàn, muốn vô cho đó là đánh đạt đi cho đó là chết. Nhưng nguyên tắc là gì? Chạm trái là phải tập luyện, nhưng mà kiến thức thì phải hiểu biết, thì phải có người chia sẻ cho mình mới hiểu biết được ha. Ok, video này thì hy vọng là giúp cho anh em có một khái niệm, một góc nhìn gì đó, giúp cho anh em, mà chúc anh em đánh tứ quan bớt đá lại nha ha. Thì anh em muốn đi sâu hơn thì anh em nên tìm hiểu những cái giáo trình video nha. Giáo trình thông qua video có 40 bài, mình với lại đội Minh Việt có hướng dẫn đầy đủ trong đó, cái bộ thông số sau này sẽ bảo trợ, gọi như là bổ trợ cho anh em rất nhiều khi anh em muốn lên chuyên nghiệp. Còn như mấy anh em mới tập chơi á mà kỹ thuật chưa cứng, cầm bọ chưa được, đánh chưa chuẩn, chạm bi chưa được á, những cái lỗi về cá nhân á, thì khuyên mấy anh em ngoài cái việc anh em mua giáo trình online, nếu anh em học được online ở xa thì tốt. Còn mà nếu như
mà anh em ở ở xa mà anh em học online mà vẫn cảm thấy mình nghe ông thầy cũng nói mình làm mình thấy rất là hiệu quả, coi video thấy hay quá nhưng mà sao mình tự làm không được. Nếu mình tự làm được đó là điều tốt, anh em không cần phải tốn kém, anh em có thể đăng ký học bằng bộ giáo trình online, mở một tài khoản là vào website của ABB để anh em học, có rất nhiều những kiến thức ở trong đó cùng với bài huấn luyện. Nhưng nếu như mà anh em vẫn tập luyện ở nhà vẫn chưa thuần thục, chưa có những vấn đề mình không giải quyết được thì mình muốn trực tiếp có huấn luyện viên kèm mình hướng dẫn mình thì chỉ còn cách duy nhất là anh em phải đến quận 7 đúng không, hoặc là anh em đến những chi nhánh gần nhất như là ABB Đà Nẵng thấy không, ở trong thành phố thì có quận 7, có một cái chi nhánh hợp tác là Bình Tân đúng không, thì một cái nữa là Tiền Giang. Nhưng mà nếu như các anh em muốn có huấn luyện viên kèm thì chỉ có anh em đến trực tiếp trụ sở hoặc anh em inbox liên hệ để đăng ký một khóa kèm nào đó có 12 buổi, 24 buổi không, thì tùy theo cái khả năng của mình thôi. Nếu anh em muốn chơi nó hiệu quả hơn, thực sự như mình nói đó, thì nếu tính đi tính lại thì tiền học nó cũng rẻ hơn tiền bill của anh em ha. Ok. Rồi, hẹn gặp lại trong video theo, anh em có những câu hỏi gì nữa, muốn giải đáp gì nữa qua video thì anh em cứ comment bên dưới. Ok, bye bye, chào tạm biệt.